chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Đấy. Sản xuất phim cũng là một lĩnh vực sản xuất hàng hóa. Và đã là sản xuất hàng hóa thì phải vận hành theo cơ chế thị trường. Mặc dù chúng ta cứ nói rằng sản xuất phim là phim chính trị hay phim nghệ thuật, thế nhưng cũng phải là một lĩnh vực sản xuất hàng hóa, mà đã là hàng hóa thì phải chất lượng thì mới được công chúng công nhận. Thì chúng tôi vào đây cũng mong muốn, chúng tôi vào đây là mong muốn được đầu tư, được xây dựng lại để doanh nghiệp phát triển. Thì doanh nghiệp phát triển thì chúng tôi mới đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, cũng như là đem lại cổ tức cho các nhà đầu tư để cho chúng tôi được làm. Bởi vì luật đầu tư bây giờ có rồi, khi mà chúng tôi lập dự án đầu tư thì chúng tôi phải ký quỹ. Nếu chúng tôi không làm được cái việc đấy thì chúng tôi mất tiền ký quỹ.